Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đan Trường vừa tổ chức ra mắt câu lạc bộ gia đình nông thôn mới tại thôn Trường Thanh. Tham dự lễ ra mắt có lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nghi Xuân. Đây là câu lạc bộ đầu tiên được tổ chức tại huyện Nghi Xuân. Tham gia câu lạc bộ gia đình nông thôn mới kiểu mẫu thôn Trường Thanh có 15 gia đình hội viên phụ nữ tiêu biểu. Các gia đình trong câu lạc bộ có nhiệm vụ tuyên truyền vận động những thành viên khác cùng tham gia sinh hoạt, cùng xây dựng nếp sống văn hóa trong khu dân cư. Xây dựng gia đình hạnh phúc, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thực hiện tốt các tiêu chí của cuộc vận động, xây dựng gia đình 503 sạch, giúp đỡ các thành viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là đối với những phụ nữ đơn thân tàn tật. Tại buổi lễ ra mắt, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh đã trao tặng các gia đình thùng đựng rác, làn đi chợ, hộp đựng thức ăn, hỗ trợ xây dựng hố xử lý rác hữu cơ với tổng số tiền 15 triệu đồng. Cũng nhân dịp này, 15 gia đình câu lạc bộ và chị em phụ nữ thôn Trường Thanh đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh tập huấn các chuyên đề năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em.